Không ai có thể phủ nhận tác dụng của việc tập gym, nó không chỉ đem lại sức khỏe mà còn đem lại ngoại hình cho các bạn. Tuy nhiên, nếu các bạn tập không đúng cách thì nó còn đem lại hậu quả khôn lường cho các bạn. Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu về lợi ích và cũng như tác hại của việc tập gym nhé. 10 lợi ích của việc tập gym khiến bạn bất ngờ và thích thú. Bạn có biết việc tập gym thường xuyên mang lại một sức khỏe tốt và dẻo dai? Nó không những giúp bạn có body chuẩn mà còn giúp bạn duy trì sức khỏe. Những lợi ích của việc tập gym sẽ khiến bạn bất ngờ và thích thú đấy. Ngoài giúp cơ thể bạn đẹp hơn, tập thể hình còn làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn đấy. Nào chúng ta hãy cùng khám phá những lợi ích tuyệt vời của việc tập gym ngay sau đây nhé. 1. Giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Lợi ích của việc tập gym đầu tiên là phải kể đến, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Tập gym sẽ giúp bạn có được thể hình như mong muốn. Ngoài ra nó giúp bạn có thêm sức bền, sức mạnh, sự dẻo dai cho cơ thể. Điều này không những giúp bạn khỏe hơn mà còn đẹp hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. 2. Giúp tim bạn khỏe mạnh. Theo Daily Mail, một người tập gym đều đặn 3 buổi trên tuần sẽ giảm được 15% rủi ro tim và 40% nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, tập luyện hợp lý còn giúp bạn tác động tích cực lên huyết áp của bạn đấy. 3. Tăng cường đời sống tình dục. Trái những với lời đồn đoán cho rằng tập thể hình làm giảm khả năng tình dục, lợi ích của việc tập gym công chuyện này còn khiến các bạn bất ngờ. Những người tập gym thường xuyên tăng cường kích thích testosterone, điều này giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương, đặc biệt những người sau 30 tuổi. Ngoài ra, tập thể hình còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. 4. Giúp nhanh hồi phục sau khi mắc ung thư. Bệnh nhân ung thư thường phải đối mặt với các đợt hóa trị, xạ trị kéo dài, điều này sẽ gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Theo các nhà khoa học, việc tập gym có thể làm giảm nguy cơ mắc những hội chứng tác dụng phụ kể trên. 5. Giúp cho xương khỏe hơn. Như chúng ta biết, xương sẽ lão hóa và yếu đi theo năm tháng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu các nhà khoa học tại Mỹ, tập gym thường xuyên có thể giúp ngăn chặn, thậm chí làm cho xương chắc khỏe hơn. Theo một nghiên cứu, một người tập đều đặn và đúng phương pháp trong 4 tháng sẽ làm tăng mật độ xương. Protein alkaline trong cơ thể tăng thêm 20%, đây là một loại protein có lợi trong quá trình phát triển xương. 6. Đốt đi mỡ thừa trong cơ thể. Bạn có biết tập thể hình là một trong những cách đốt mỡ tốt nhất hay không? Thay vì dùng những chiếc máy tập thể dục hay miếng dán tan mỡ được quảng cáo trên truyền hình, hãy đến phòng tập, cơ thể bạn sẽ giảm đi một lượng mỡ thừa đáng kể đấy, đặc biệt khi kết hợp giữa tập thể hình và các bài vận động như chạy bộ. 7. Làm con người hạnh phúc hơn. Tập thể dục nói chung và tập gym nói riêng giúp con người cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì khi chúng ta vận động, nồng độ serotonin trong cơ thể tăng lên, hormone này giúp ngăn ngừa trầm cảm, điều chỉnh tâm trạng và khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. 8. Giúp bỏ thuốc lá. Cũng theo Daily Mail, một nghiên cứu năm 2011 ở Mỹ cho thấy những người tập gym đều đặn trong 3 tháng có khả năng bỏ thuốc thành công gấp 2 lần so với người không tập. 9. Tập gym giúp bạn giảm stress và sảng khoái tinh thần. Sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng, bạn hãy đến phòng gym. Tập luyện không chỉ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn hơn mà còn giúp tinh thần sảng khoái, hưng phấn hơn. Hơn nữa, bạn còn gặp gỡ và làm quen được nhiều người bạn mới. Điều này sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa và thú vị hơn. 10. Tập gym giúp bạn rèn luyện ý chí và tính kỷ luật. Một lợi ích của việc tập gym không thể không kể đến là rèn luyện cho bạn ý chí cũng như tính kỷ luật. Việc tự nhắc nhở mình đến phòng tập, không bỏ buổi tập dần tạo thành thói quen cho bạn. Nó rèn luyện cho bạn một tinh thần kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân. Bên cạnh đó, việc tập luyện cũng thử thách và rèn luyện ý chí cho bạn. Việc thành công hay thất bại trong luyện tập nhiều khi chỉ là cách nhau ngang tắc. Vì vậy, hãy giữ vững ý chí và tinh thần của bạn mình nhé. Những sai lầm về tác dụng của việc tập gym. 1. Tác dụng của việc tập gym sẽ làm nhỏ bụng. Đây là sai lầm phổ biến nhất của chị em khi đến phòng tập gym. Gần 99% các bạn gái đến phòng tập gym đều chỉ tập trung tập bụng để có eo nhỏ. Nhưng theo các huấn luyện viên thì muốn giảm mỡ bụng phải tập luyện các bài tập sử dụng nhiều nhóm cơ khác như squat và chống đẩy. Hầu hết các bạn gái đều sai lầm khi nghĩ tập bụng sẽ giúp có bụng nhỏ. Nhưng theo nghiên cứu thì các bài tập kháng lực có khả năng đốt mỡ đến 8 tiếng sau khi rời phòng gym. Do đó nếu muốn đốt cháy mỡ thừa bụng, hãy thực hiện các bài tập liên quan đến mông, đùi và lưng. 2. Tập gym sẽ làm bắp tay, bắp chân to lên. Cơ bắp phát triển là do hormone testosterone trong cơ thể. Và nam giới do có cơ bắp là do lượng hormone testosterone cao gấp 30 lần so với nữ giới. Do đó ở người béo chỉ chủ yếu là mỡ và nước là nhiều. Khi tập luyện, phần mỡ thừa sẽ được đốt dần để cơ thể dần trở nên săn chắc và thon gọn hơn. 3. Chạy đốt nhiều calo. Chạy sẽ khiến bạn mất nước chứ không phải đốt mỡ. Trong khi tập gym nữ, không biết có tác dụng gì, chắc chắn đó là giúp đốt mỡ. Thứ body bạn xấu đi chính là mỡ, do đó phải các bài tập đốt mỡ mới có tác dụng. Chạy thì được coi là bài tập cardio tốt cho tim mạch, tuy nhiên chạy không có tác dụng nhiều trong việc đốt mỡ. Những tác hại việc tập gym có thể bạn chưa từng biết đến và cách khắc phục. Gym và các môn thể thao thể dục khác nhìn chung không có hại, mỗi loại hình dù ít dù nhiều đều mang lại những lợi ích nhất định cho người tập. Tuy nhiên tập luyện không đúng cách, tập quá mức hay lạm dụng sẽ gây ra những tác dụng phụ không thể tránh khỏi. Hãy tìm hiểu xem đó là những tác hại gì để phòng tránh và tập gym an toàn hiệu quả nhé. 1. Tăng cảm giác thèm ăn và gây tăng cân.
Nếu đối với những ai có ý định muốn tăng cân thì đây là một lợi ích chứ không phải tác hại. Tuy nhiên những anh chàng, cô nàng đi tập gym với ý định giảm béo thì việc này quả là đáng sợ. Cường độ vận động cao gây ra cảm giác đói cho cơ thể, bạn luôn ở trạng thái thèm ăn. Đặc biệt khi vừa kết thúc bài tập, bạn sẽ dễ sa vào các bữa ăn nhiều tinh bột, dầu mỡ hay hấp dẫn. Không những lên cân leo thang mà dinh dưỡng cơ thể cũng bị mất cân bằng. Cách khắc phục: để giữ mình không sa vào ăn uống vô độ, bạn cần hạn chế cảm giác đói sau khi tập. Bí quyết là hãy ăn đầy đủ trước khi tập để tập luyện năng suất hơn, không bị mất sức và phải ăn bù dồn dập ngay sau đó. Những người tập gym lâu năm cũng có thói quen ăn thành nhiều bữa nhỏ một ngày để cơ thể lúc nào có trạng thái đầy đủ. Chú ý đến thành phần dinh dưỡng ở các bữa ăn, hạn chế dầu mỡ, đồ ngọt và chất kích thích. Có thể sử dụng các loại thực phẩm bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết để phục hồi cơ mà không phải nạp quá nhiều các loại thực phẩm thông thường gây tăng cân. 2. Xoắn cơ. Đây là một vấn đề thường gặp ở những người mới tập gym. Khi cơ bắp chưa quen với cường độ tập luyện mà bắt chúng thực hiện những bài tập quá nặng, quá sức thì sẽ gây tình trạng co thắt. Hiện tượng này xảy ra khi bị kiệt sức và mất cân bằng các chất điện giải. Cách khắc phục: bổ sung nước đầy đủ khi tập luyện, có thể dùng các loại nước bổ sung chất. Khởi động trước và giãn cơ sau khi tập. 3. Buồn nôn. Những bài tập vận động mạnh ít nhiều ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng bên trong, cùng với việc máu đẩy ngược lên dạ dày sẽ khiến bạn có cảm giác buồn nôn. Nên gặp phải hiện tượng này trong khi tập luyện cũng đừng quá hoảng sợ, hãy bình tĩnh giải quyết bằng những biện pháp dưới đây. Cách khắc phục: không nên ăn các thức ăn chứa nhiều chất xơ trước khi tập vì chất xơ kích thích cảm giác buồn nôn. Không tập khi đói bụng, nhưng cũng không ăn quá sát giờ tập, tốt nhất nên ăn trước 1 giờ 1 tiếng, không để bụng bị nắng và các chất cũng như kịp hấp thu. Nếu lỡ cảm thấy buồn nôn, hãy nghỉ ngơi một lúc, uống nước và ăn uống chút đồ ngọt. Cảm giác này làm tăng lượng đường trong máu, làm nguôi ngoai cảm giác buồn nôn. 4. Chóng mặt. Khi tập với cường độ cao mà đột ngột dừng lại, hoặc khi đang nghỉ đột ngột lao vào tập thì rất dễ xảy ra tình trạng chóng mặt, choáng và mất thăng bằng. Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này là do thân nhiệt cơ thể tăng quá cao so với mức bình thường. Cách khắc phục: không để cơ thể rơi vào trạng thái hoạt động hay dừng hoạt động đột ngột. Khởi động trước khi tập và hạ dần cường độ trước khi dừng lại, những bước quan trọng không thể thiếu. Không đứng lên ngồi xuống quá nhanh. Khi bắt đầu cơ thể choáng váng nên từ từ dừng lại và nghỉ ngơi, tránh ngất xỉu trong khi tập. 5. Chấn thương. Trong quá trình tập luyện bất cứ bộ môn nào thì chấn thương, đau nhất là điều không tránh khỏi. Đặc biệt khi tập gym, bạn có nguy cơ thoát vị địa điểm hay chật khớp. Nguyên nhân gây ra chấn thương có thể là do vận động sai cách, sai kỹ thuật, vận động quá sức chịu sức nặng của cơ thể. Cách khắc phục: không có cách khắc phục nào tốt hơn việc tập biết lượng sức mình để lựa chọn những bài tập phù hợp. Chú ý thực hiện theo đúng hướng dẫn để làm không làm sai kỹ thuật. Sử dụng các dụng cụ cần thiết để hạn chế chấn thương. 6. Bầm tím. Nhiều người tập gym thấy cơ thể của mình xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân. Các vết thâm này có thể dẫn đến được chấn thương trong lúc tập do chế độ dinh dưỡng không hợp lý hoặc chế độ luyện tập quá mạnh đến nỗi mạch máu bị vỡ. Cách khắc phục: tập luyện đúng mức và đúng kỹ thuật. Bổ sung nhiều vitamin C trong thực đơn ăn uống hàng ngày. 7. Hạn chế phát triển chiều cao. Đây được cho là một tác hại ở việc tập gym đối với nam vì những bài tập như nâng tạ hay đứng gánh tạ của nam sẽ đè lên các khớp sụn, không tạo điều kiện thuận lợi để phát triển chiều cao. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra nếu bạn đang ở lứa tuổi phát triển và tập không đúng cách. Còn nếu bạn đã qua lứa tuổi này thì tập gym sẽ không khiến bạn lùn đi như nhiều người vẫn lầm tưởng. Cách khắc phục: không tập gym ở độ tuổi quá sớm khi chiều cao chưa hoàn thiện và không có huấn luyện viên. Tập luyện đúng cách, đúng kỹ thuật để cơ, xương phát triển luôn khỏe mạnh. 8. Bị nam tính hóa. Nếu có một tác hại của tập gym đối với nữ thì có thể kể đến sự nam tính hóa, dù đây không hẳn là một tác hại mà chỉ phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn. Các cô gái mê gym sẽ có một thân hình khỏe mạnh, săn chắc, không còn vẻ ngoài yếu đuối, mình hạc xương mai như trước kia. Không những vậy, tính cách của họ cũng trở nên nam tính hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn so với các cô nàng bánh bèo bình thường khác. Cách khắc phục: không có cách khắc phục nào, bạn cứ là chính mình để thấy thoải mái nhất thôi. 9. Xuống cơ và béo lên khi ngừng tập. Khi tập luyện được một thời gian mà ngưng tập, vì có một lý do nào đó, các tế bào sẽ tự động co lại và giảm lớn hơn. Hơn nữa, một khi dừng tập luyện, chúng ta thường có xu hướng buông bỏ tất cả, ăn uống không kiêng khen, thậm chí bù lại quãng thời gian dè dặt trước kia. Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn tăng mỡ thừa nhanh chóng. Hơn nữa, khi mới dừng tập luyện, cơ chế trao đổi chất vẫn đang diễn ra khá mạnh như khi còn tập nên gia tăng khả năng phát phì của bạn. Dưới đây là một số biện pháp để hạn chế tác hại của việc bỏ tập gym. Cách khắc phục: duy trì chế độ ăn uống lành mạnh ngay cả khi dừng tập luyện, không để cơ thể lười biếng, lười vận động. Nếu không có đến phòng tập, bạn có thể tự thực hiện các một số bài tập nhẹ nhàng tại nhà. Ngủ đủ giấc, không sử dụng nhiều chất kích thích. Đừng vì thấy có quá nhiều tác hại việc tập gym mà vội bỏ cuộc. Chỉ cần biết cách phòng tránh, bạn sẽ không phải nói lời tạm biệt với bộ môn yêu thích của mình đâu. Hãy nhớ rằng gym không phải có hại, mà nó mang lại nhiều lợi ích mà bạn tập luyện điều độ và đúng phương pháp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.
be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pocket. Counting like the four leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count sheep. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Let me eat.